Covid-19, dấu chỉ thời đại. Phần 1, con người không toàn năng. Giữa tâm đại dịch Covid-19, các tôn giáo đều kêu gọi tín hữu, tín đồ cầu nguyện vì tin rằng con người không toàn năng và quyết định sự tồn tại của nhân loại cũng như bình an cho thế giới và cho mỗi người nằm trong tay Thượng Đế thuộc về Đấng Thiêng Liêng. Các nhà lãnh đạo quốc gia, lãnh tụ đảng phái, chính trị thì dè dặt kín đáo, đúng hơn là tránh né bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình. Phần vì sức ép của chủ nghĩa vô thần, phần vì áp lực của trào lưu tục hóa ngày càng bành trướng lan rộng, chưa kể ảnh hưởng của chủ trương tách rời tôn giáo và nhà nước ở phần đông các quốc gia trên thế giới. Vì thế, trước nguy cơ toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra, rất ít nguyên thủ quốc gia đã lên tiếng kêu gọi dân chúng cầu nguyện như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa kêu gọi sáng nay. Tôi rất vinh dự được công bố ngày Chủ nhật 15 tháng 3, 2020 là ngày cầu nguyện quốc gia. Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta là đất nước luôn hướng về Thiên Chúa để được bảo vệ và để được ban sức mạnh trong những thời khắc như lúc này. Bất kể bạn ở đâu, tôi cũng khuyến khích bạn hãy thành kính cầu nguyện. Cùng với nhau, chúng ta sẽ chiến thắng dễ dàng. Lời kêu gọi trên của nguyên thủ một quốc gia có sức mạnh bậc nhất thế giới trước đại dịch đã nói lên sức người có hạn. Có hạn khi không chỉ tiết liệu hết những tai ương, thiệt hại có thể xảy ra. Có hạn khi không ngăn chặn hữu hiệu như ý muốn sức bành trướng vũ bão của virus. Có hạn khi không kịp thời đưa ra những biện pháp thích ứng cần thiết để vô hiệu hóa sức công phá của đại dịch. Có hạn khi không biết corona sẽ còn kéo dài bao lâu và hậu quả của đại nạn sẽ nặng nề trầm trọng đến mức độ nào. Thực vậy, cho dù con người có văn minh đến đâu, khả năng làm chủ vũ trụ có bao trùm vĩ đại thế nào, nhân loại cũng không thể ra khỏi giới hạn sẵn có của Phật người, vì con người không tự tạo nên mình, cũng không tạo nên vũ trụ và các thụ tạo khác. Những khám phá thần thánh tự có thể thay trời làm mưa, biến sỏi đá thành cơm gạo và chủ trương con người tạo nên Thượng Đế cũng chỉ hạn hẹp ở phạm trù khám phá những gì đã có sẵn, tìm kiếm những gì đã hiện hữu, tìm hiểu những gì vẫn đều đặn vận hành từ hàng ngàn tỷ năm. Và nếu có phát minh mới thì những phát minh ấy cũng đi từ những gì đã có mà con người quan sát học hỏi được từ chính mình và thiên nhiên vạn vật. Nói như thế không có nghĩa giảm thiểu cố gắng và đánh giá thấp thành công của con người với khối óc thông minh và ý chí tuyệt vời, nhưng là làm nổi bật vai trò của con người đối với vạn vật và trong thế giới. Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo khẳng định con người được trao trách nhiệm làm chủ mọi loài và thống trị mặt đất, nghĩa là con người có quyền trên mọi loài và tất cả đều hướng đến việc phục vụ nhu cầu hạnh phúc của con người. Điều này đã nói lên ý muốn của Đấng tạo dựng là trao cho con người trách nhiệm làm chủ vạn vật và cho con người quyền sử dụng, hưởng thụ tất cả để cuộc sống con người ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Chấp nhận chân lý trên, chúng ta sẽ nhìn nhận hai hệ luận sau. Thứ nhất, Đấng chủ tạo đã dựng nên tất cả, trong đó có con người, và con người là thụ tạo hàng đầu được yêu thương. Dấu ấn con người là thụ tạo chính là con người không toàn năng, không làm chủ trọn vẹn vận mệnh, không biết tất cả và không bất tử, nhưng bị giới hạn bởi thời gian và không gian khi không thể hiện diện nhiều nơi cùng lúc, không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai, không nhớ hết những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, cũng không hoàn toàn làm chủ những gì đang diễn biến ở hiện tại. Dấu ấn con người được đặc biệt yêu thương và là thụ tạo đứng hàng đầu có toàn quyền trên vạn vật là trí thông minh, ý chí tự do để chọn lựa, thao thức vươn đến tuyệt đối.
lương tâm để nhắc nhở trách móc, phân biệt tốt xấu, lành dữ, tội phúc, cũng như khát vọng yêu thương, hạnh phúc và khả năng nâng tâm hồn lên tới đấng tối cao. Ngoài ra, mỗi người đều có những cảm nghiệm thiêng liêng, những mơ ước vượt thời gian, không gian bao la đến vô tận, vô cùng. Tất cả cho con người lý do để xác tín chỗ đứng quan trọng, được Thượng Đế ưu ái chăm nom hơn các loài thụ tạo khác. Thứ hai, tương quan giữa con người và Thượng Đế là tương quan cần thiết. Được tạo dựng, con người sẽ hạnh phúc khi ở đúng vị thế thụ tạo trước đấng chủ tạo với ý thức. Tương quan giữa con người và Thượng Đế là tương quan của lòng tốt và biết ơn. Thượng Đế dựng nên con người vì lòng tốt. Con người kính trọng tin tưởng Thượng Đế vì biết ơn. Như thế sẽ không có chuyện mưu đồ lật đổ, chốt phế, xóa tên Thượng Đế khỏi nhân loại. Vì có tính toán và làm thế nào đi nữa, con người vẫn là con người không toàn năng, vẫn mãi là thủ tạo có giới hạn bất toàn, và Thượng Đế vẫn đời đời là đấng toàn năng, nắm sự vận mệnh của nhân loại và toàn thể thủ tạo đã được dựng nên từ tay Ngài. Sẽ không có gì thay đổi về phía Thượng Đế, chỉ có thay đổi ở phía con người khi con người trở nên điên cuồng vì nổi loạn chống Thượng Đế, bất hạnh vì bất mãn đấng tạo dựng nên mình, vô phúc vì vô ơn đấng yêu thương và cho mình làm bá chủ vạn vật, khô héo tàn lụi và tuyệt vọng vì dồn sức người rất giới hạn để tấn công Thượng Đế toàn năng, vô hạn. Thế nên, tốt nhất là ý thức tương quan giữa con người và Thượng Đế nếu chưa đạt đến mức thân tình cha con, thì ít ra là cần thiết và công bằng cho tương quan giữa chủ tạo và thụ tạo. Cần thiết vì không có chủ tạo nâng đỡ gìn giữ, thụ tạo không thể tồn tại. Công bằng vì bổn phận của thụ tạo là tôn trọng quyền tạo dựng của chủ tạo và biết ơn lòng tốt của đấng đã ban cho mình sự sống và hạnh phúc làm người. Nhưng điều thiết yếu hơn cả chính là cảm nghiệm sự có mặt và hoạt động yêu thương không ngơi nghỉ của đấng chủ tạo trên các thụ tạo của Ngài. Cứ nhìn vào vũ trụ bao la, từ những gì lớn lao vĩ đại nhất đến những gì nhỏ bé tinh vi nhất, chúng ta thấy tất cả đều sinh hoạt theo một nguyên tắc, định luật, hệ thống mà không một trí óc con người nào có thể mường tượng và hiểu thấu. Một số người cho đó là do ngẫu nhiên hoặc do vật chất tự tạo nên nhau. Lý luận này không hợp lý và gặp bế tắc vì không lý giải được nguyên tắc sơ đẳng của luận lý bình thường. Đó là tác phẩm không thể thông minh, cao quý, tài giỏi, tuyệt vời hơn tác giả. Thực vậy, với ý thức vừa trình bày trên, Covid-19 sẽ không được coi là hình phạt của Thượng Đế, cũng chưa là năm cùng tháng tận của nhân loại. Nó chỉ là một nhắc nhở như dấu chỉ của thời đại, đặt con người trước ý thức về mình và vị trí của mình trước đấng thiêng liêng mà một lương tri lành mạnh khó có thể từ chối khước từ. Covid-19 cũng là dịp để con người ra khỏi cơn bão giận dỗi hay căm thù Thượng Đế nếu có từ bấy lâu. Vì thực ra, Thượng Đế không ghét ai, bởi nếu ghét, đã không cho làm người. Thượng Đế không thù ai, bởi Ngài không có đối thủ. Thượng Đế cũng không chơi xấu ai, bởi Thượng Đế nhân hậu, từ bi và luôn thương con người. Bằng chứng là không ai đã không một lần rơi vào tình trạng hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn bất lực, hoàn toàn bức bách. Ở đó, không ai đã có thể ra tay cứu vớt, không người nào đã có thể cứu nguy. Nhưng rồi, với niềm tin tưởng ở Thượng Đế, khi mà chỉ còn một mình Ngài có thể cứu giúp, chúng ta đã được tai qua nạn khỏi và tìm lại bình an. Hưởng ứng lời kêu gọi của các bậc lãnh đạo tôn giáo cũng như của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người viết hiệp ý cùng bạn,
cầu nguyện cho toàn thể nhân loại đang cần bàn tay can thiệp đầy yêu thương của Thượng Đế. Xin Ngài ban ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo, ơn yêu thương cho tất cả những ai đang tận tụy phục vụ nạn nhân đại dịch, và ơn bình an cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đang lo lắng hoảng hốt giữa cuồng phong đại dịch. Ước gì COVID-19 như dấu chỉ của thời đại nhắc nhở chúng ta điều rất quan trọng để luôn sống trong niềm hy vọng và bình an, đó là ý thức về con người, một thụ tạo nhiều giới hạn nhưng là thụ tạo được Đấng Chủ Tạo yêu thương cách riêng, yêu chiều đặc biệt, và hạnh phúc của Đấng Chủ Tạo nhân hậu tốt lành là được con người tín thác, hy vọng và cầu xin.